Lính Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đây, hiện tại hôm nay là mình đang có hai chiếc động cơ. Động cơ này là động cơ 0,75 kW của Trung Quốc nha các bạn nhé. Đấy, thì con này là thông số của nó là như này này các bạn này. Đây, để mình cho ghi cho các bạn cái thông số nhé. Các bạn đợi mình chút. Thông số của nó đây. Và hôm nay là mình cũng sẽ cho các bạn thông số và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để quấn cho các bạn mới vào làm nên là có thể là làm nó được đơn giản. Đây, con này là chiều dài của nó sẽ L bằng là 5 cm nha các bạn nhé. Còn D là chiều rộng của đường kính của nó bằng là 7,5 cm và 24 rãnh. Đấy, R bằng 24 rãnh nhé các bạn nhé. Cỡ dây của nó là V kép sẽ bằng số vòng dây là 165 vòng và cỡ dây là phi bằng 0,45 nha các bạn nhé. Và cái bước vào dây của nó, bước vào dây con này nguyên bản của nó là bước vào dây là y nguyên bản của nó là bước 6 này các bạn này. Bước 6 nó có 24 rãnh y bước 6. Tốc độ của nó là 1400 vòng phút nhá. Đấy, bước 6 thì mình quấn lại sẽ mình quấn cực dạ y ở nước bước vào dây của nó sẽ bằng 68 bằng 68 nhé các bạn nhé. Đấy, con này chạy sao. Đấy, đấu xong là chạy sao này các bạn này. Động cơ 0,75 kW Trung Quốc. Đấy, chạy sao. Đấy, các bạn nếu mà ai gặp những cái con động cơ mà như thế này mà không có thông số thì mình có thể là lấy lại cái thông số này của mình luôn nhé các bạn nhé. Đấy, vào bước 68 thì bây giờ mình sẽ tiến hành là vào dây, hướng dẫn các bạn là mới làm là vào dây để quấn nó cho các bạn xem. Đấy, tốc độ của nó là 1400. Đấy, tốc độ 1400 vòng phút nha các bạn nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình giới thiệu, mình tên là Linh. Đấy, Linh Motor, Linh Motor Yên Bái. Thì là trong cái xã hội bây giờ ấy thì là mỗi người một công việc nó khác nhau. Đấy, nhiều người làm những cái công việc nặng nhọc mà hay phải dùng đến sức khỏe nhiều ấy. Sức khỏe nhiều ấy thì rất nhiều, đa số là nhiều người là bị gặp phải những cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp này, rồi là đau thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, đau dây chèn ép dây thần kinh chẳng hạn ấy. Thì mình ở Yên Bái đấy, thì cũng có một cái bài thuốc đây này các bạn ạ. Đây, bài thuốc này chuyên đặc trị về các bệnh là xương khớp. Đấy, thì rất là nhiều người mà mắc phải những cái chứng bệnh này thì kể cả là đi các mọi người mà cứ đi bệnh viện chẳng hạn, đi bệnh viện thì chữa bằng thuốc tây thì nó cũng không thể khỏi được. Các bạn có chữa đến mấy chục năm thì nó cũng không bao giờ khỏi được luôn. Đối với những cái bệnh đau nhức xương khớp như thế này ấy, thì đây mình có cái bài thuốc này, thuốc nó rất là tốt, rất là hiệu quả ấy. Thì hôm nay là giới thiệu đến mọi người nói như thế, nếu mà ai mà gặp phải những cái chứng bệnh về vấn đề về xương khớp thì là có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0912 377 591, thì là để được gọi và được nếu mà cần mua thuốc ấy, thì là mình sẽ gửi đến tận nhà cho mọi người. Đây là cái thuốc này, thuốc nam nhé các bạn nhé. Đấy, thuốc nam gia truyền đấy các bạn. Đấy, của cái này là của đồng bào vùng Tây Bắc người ta làm ra.
thì thấy bài thuốc nó hay ấy, thì là mình muốn giới thiệu và chia sẻ đến các bạn. Nếu mà ai mà đang bị đau nhức và những cái bệnh như thế thì là có thể là liên hệ đến mình, thì là mình sẽ thử cho. Thì cái thuốc này thì rất là nhiều người đây đấy, nhà mình cũng đang gói thuốc đi để gửi này các bạn này. Đây cái đơn này là gửi đi quận Đống Đa Hà Nội đấy. Còn ở đây nữa thì là gửi đi Thanh Hóa. Đây Thanh Hóa này các bạn này. Đấy. Thì cái thuốc này thì là rất nhiều người đã nhờ mình gửi cho rồi, thì là mình cũng gửi cho đa số là rất nhiều người, hầu như khắp các tỉnh, bạn bè khắp các tỉnh, như là ai bị đau thì đa số là mình cũng đã gửi cho hết rồi. Mà họ uống thì thấy là rất là hiệu quả, chứ không phải là như thuốc Tây. Thuốc Tây thì các bạn là cứ có đi nằm viện đến cả hàng tháng rồi mà nó cũng chẳng đỡ được một tí nào, mà tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tiền. Thì hôm nay là mình chia sẻ đến như vậy. Nếu mà ai mà xem được clip này mà cũng mắc với những cái bệnh như ở trên ấy, thì là có thể là liên hệ mình để mình gửi đến tận nhà cho. Đấy, thì, cảm ơn mọi người đã xem clip nhé. Còn cứ đau mà cứ cố chịu mãi thì là nó cũng sẽ rất là hại sức khỏe. Đấy, không tốt, không có thời gian để làm việc nữa, nên là nhiều khi là nó rất là bực mình và khó chịu. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nhá. Nếu mà ai mà gặp phải những cái vấn đề như vậy thì là có thể là liên hệ với mình ở số điện thoại ở bên dưới, bên dưới cái góc bên phải của màn hình ấy, là mình sẽ ship đến tận nơi cho mình. Ok các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào khi cuốn sang bước 68 này là chuyển cực giả, thì nó mỗi bối nó sẽ dính hai nhé các bạn nhé. Vào bước 68, còn kia của nó là vào bước có là bước 80 thôi. Cái này các bạn không cần lót giấy đâu, các bạn cứ thế là các bạn thả luôn vào trong rãnh nhá. Đấy. Bước 68 thì các bạn là để chống bốn rãnh ở giữa cho mình. Con động cơ này vào là mình cũng sẽ cứ thế là mình vào luôn, nó mình không lật chờ nó làm gì nữa các bạn nhé. Tại vì là nó cực giả, mà cực giả thì mình ít khi chờ lắm, để chờ lắm. Chỉ có cực thật đấy thì mình mới chờ đâu. Tại vì cực giả này mình không chờ ấy, thì mình cứ thế là mình vào luôn, nhìn nó khi làm xong thì nó vẫn đẹp bình thường. Mà cái độ cách pha của nó khi mình lót giấy cách pha thì nó là vẫn là bình thường, chứ nó không như kiểu cực giả kia. Cực giả nếu các bạn mà không để chờ thì các bạn nó lót cách pha nó sẽ không được đều nhau. Thấy nó hay hữu ích thì là đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho mình các bạn nhé. Hồi này là mình cũng ít đăng video hơn.
Tại vì là những cái video thì đa số là nó cũng về cuốn động cơ thì đa số là trong kênh của mình là nó cũng có là gần như là đủ hết tất cả các loại rồi. Hôm nào là mình sẽ làm thêm một làm cho các bạn một cái clip về một con động cơ mà tốc độ của nó 1.400 vòng một phút. Nhưng mà ví dụ mà có tầm khoảng 100 thợ ấy thì mới có độ tầm khoảng được khoảng 10 đến 20% là thợ mới đã gặp những cái trường hợp mà kiểu cuốn như vậy thôi, mà rất ít gặp nữa. Mình sẽ làm để cho các bạn xem và tham khảo, nhiều khi các bạn lại nhầm nó sang một cái tốc độ khác chẳng hạn. Nếu các bạn mà cứ không để ý mà các bạn phá ra luôn ấy, thì là rất dễ nhầm sang tốc độ khác, mà khi các bạn cuốn lại ấy, là nó sẽ bị không đúng tốc độ nữa. Nhiều khi lắp vào máy nó sẽ động cơ của họ là họ chạy nó sẽ là không không được đúng với tốc độ ban đầu. Đấy, các bạn là vào dây là các bạn là cứ nên là bẻ vuông vuông cái bối dây này ra cho mình nhá. Khi các bạn bẻ vuông ra như vậy thì là nó sẽ có cái khoảng trống để vào những cái bối dây tiếp theo, mà động cơ của mình khi quấn xong ấy thì là mình nắn lại nó dễ, mà nó sẽ đẹp mắt hơn. Đẹp mắt hơn là các bạn để với cả cái form của nó dài nhô ra hai bên, nhất là vừa xấu mà nó lại ví dụ những cái con động cơ nào mà cái mặt bích nó gần quá thì nó sẽ rất dễ bị chặn mặt bích ở bên ngoài nha các bạn nhé. Vào xong hai tổ bối dây rồi các bạn, tiếp tục là mình sẽ vào thì khi các bạn chuyển sang quấn nó cực giả như này thì là nếu mà các bạn không quấn liền khuôn đấy thì nó sẽ đỡ phải đấu nối nhiều các mối dây, mình chỉ nối có mấy mối là hết rồi. Còn kia là các bạn phải nhớ ngoài, các bạn phải nối đủ 9 9 mối nối. Sẽ lâu mất thời gian của các bạn hơn. Mà thật ra chất lượng của động cơ thì nó vẫn như vậy các bạn nhé. Nó không thay đổi gì cả. Thank you.
cái này khi các bạn mà cuốn dây thì các bạn là cuốn cái bối dây của mình nó càng sóng thì là mình vào dây nó sẽ dễ, càng dễ mình chỉ cần thả nhẹ nhàng ấy là nó khắc lọt xuống dưới rãnh thôi. Nên là nhiều nhiều anh em ở anh làm không lót phễu vào như vậy ấy, thì là nó có bị xước dây hay không. Xước dây thì như mình làm ấy thì là hầu như là không bị xước dây các bạn nhé, mặc dù là mình chỉ có dùng tay không để mình thả vào thôi. Các bạn là chỉ cần làm chân tay nó khéo léo, nó nhẹ nhàng như thế này thì là nó sẽ không bao giờ sợ bị xước dây của các bạn. Trừ khi các bạn thả tay vào không, các bạn lại dùng cái dao các bạn là cái que tre hoặc là cái que gì các bạn là cố tình các bạn nó bị mắc ở trên miệng rãnh mà các bạn cố tình các bạn ấn nó xuống ấy thì nó bị cọ vào cái miệng rãnh thì lúc đấy nó mới bị xước dây, như thế là sẽ không tốt nha các bạn nhé. Đã vào xong cái bối dây số 3 rồi đấy. Khi đấu con này đấu cũng rất đơn giản thôi. Cứ thả nhẹ nhàng nó cát trôi xuống dưới rãnh luôn các bạn nhé. Con động cơ này của mình là họ sử dụng là để kéo cái cánh quạt để quạt mát nữa rồi. Cánh quạt là kéo bằng dây cô loa. Cánh quạt sải đường kính của nó cũng phải tầm khoảng một mét đấy rồi. Kéo qua dây cô loa thì khả năng tốc độ của con quạt ấy nó chỉ rơi vào tầm khoảng 900 vòng một phút thôi. Động cơ này là nó kéo bình thường. Khi các bạn mà muốn cho vào dây nó dễ thì các bạn kéo nắn cái tép dây của mình để cho nó qua cái rãnh một chút, xong rồi các bạn chỉ mình chỉ vê tay, đầu của tay mình vê nhẹ nhẹ là nó khác tự động lọt xuống. Qua là có nghĩa là các bạn để qua lên cái chỗ rãnh này nha các bạn nha, bên bên trên này. Còn nếu mà các bạn để với ở đây dưới bên dưới này thì lúc đấy mình vào nó sẽ khó, nó sẽ không, dây nó không tự trôi xuống dưới rãnh, làm nó rất lâu mà cái mối dây của mình nó xù xì nên nó không được đẹp nữa. Các bạn nắn vuông ra cho mình như này thì là nó sẽ có cái khoảng trống ở đây để mình vào dây. Như vậy là mình còn hai tổ bối dây nữa là mình vào hết rồi. Đây các bạn là nắn thẳng sao cho là nó cái tép dây của mình nó thẳng, nó song song với cái rãnh luôn. Thả là nó khá nhẹ nhàng, nó rơi xuống đi nha các bạn nhé.
khi các bạn làm quen đi một vài lần thì mình làm nó sẽ đơn giản, nó dễ và nó nhanh hơn rất là nhiều. Đấy. Mình nắn để cho nó qua rãnh thì các bạn này chỉ cần lắc lắc tay này thôi là dây nó tự động nó lọt xuống. Rất là dễ đúng không các bạn? Không có, chỉ có to thôi. Nắn qua rãnh của nó một chút làm là nó sẽ dễ. Thay dầu xe đi, khép lắm rồi em. Thay dầu đi. Không phải đâu. Thay dầu đi. Cha mày chắc từ năm ngoái đến năm nay chưa thay dầu rồi đúng không? Em vừa thay dầu xong mà. Nó khét thế. Vừa được 2 tuần. Sao khét thế nhỉ? Nó bảo là có hiện tượng ăn dầu. Thế đấy, như cực giả như thế này thì các bạn có thể là vào vào luôn, mình không cần chờ cũng được. Còn là nếu mà các bạn muốn nó đẹp hơn nữa thì các bạn nhấc hai cái rãnh này lên, xong các bạn vào, các bạn lại hạ hai cái rãnh này xuống thì nó sẽ xoắn dế đều. Nhưng mà thôi, mình không cần gọi con này, là mình sẽ quấn luôn. Cực thật đấy thì là bắt buộc là mình nên phải chờ, xong mình hạ để cho nó xoắn đều nhau, thì khi các bạn là lót cách pha nó sẽ được đều nhau hơn giữa các pha nhé. Bây giờ là mình còn tép dây cuối cùng này nữa, là đã vào dây xong bộ dây của con động cơ này rồi các bạn.
Rồi. Như vậy là mình cũng đã quấn xong được con động cơ này rồi các bạn. Đấy. Mất gần 20 phút là mình cũng đã cuốn xong rồi. Đây các bạn này. Đấy, khi các bạn lấy thì mình chỉ việc nắn nó ra một chút thôi là mình có thể là đai đấu bình thường và buộc dây vào là đã hoàn thành một con động cơ rồi các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Linh Motor. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau nhé.